trong Siêu Sao Siêu Ngố, Trường Giang đảm nhận hai vai ngôi sao hàng đầu và người chuyên nuôi heo và liên tiếp bị bạn diễn nữ cưỡng hôn. Việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương tại buổi lễ trao giải trên sóng truyền hình trực tiếp đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Tưởng chừng vụ việc sắp được lắng xuống thì lại một lần nữa nóng lên khi Nhã Phương trực tiếp đến gặp ban tổ chức buổi lễ trao giải xin lỗi. Tuy nhiên, danh hài Trường Giang vì đang phải nhập viện nên không thể cùng bạn gái xuất hiện trong lần xin lỗi trực tiếp này. Tha thiết với Nhã Phương là vậy, nhưng trong bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố, Trường Giang lại liên tục để Sam cưỡng hôn mình. Thậm chí, anh còn vui đến mức quán quéo cả tay chân. Điều này khiến một bộ phận khán giả đặt ra câu hỏi không biết Nhã Phương có ghen không, vì trước đó có tin đồn Trường Giang và Sam phim giả tình thật. Trường Giang trong phim Siêu Sao Siêu Ngố, mặc dù Siêu Sao Siêu Ngố là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Trường Giang và Sam cùng đảm nhiệm vai chính, nhưng từ teaser, trailer cũng như qua những bài phỏng vấn của các diễn viên, có thể thấy bộ đôi có sự ăn ý không hề nhỏ. Dù chỉ vỏn vẹn một phút nhưng trích đoạn nóng bỏng này chắc chắn sẽ khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi sự táo bạo của Trúc, Sam vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của bạn trai nổi tiếng. Trúc, Sam chính là người chủ động nhào đến và trao cho người yêu của mình nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng điều dở khóc dở cười đó chính là khi đối phương chưa kịp cảm nhận hết sự ngọt ngào thì anh đã bị cô đánh mắng tới tấp, để rồi sau đó một lần nữa bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy đến nỗi chân tay quán quéo hết cả lên. Theo như chia sẻ của Sam, mặc dù Trúc là một họa sĩ trẻ có bề ngoài nhỏ bé, nhưng thực chất cô là một người con gái mạnh mẽ, cá tính, dám yêu dám hận và sẵn sàng hy sinh hết thảy vì người mình yêu. Cũng chính vì thế mà người xem có thể thấy dù Trúc đang giận dỗi, ra tay khá mạnh với người yêu, nhưng cuối cùng cô vẫn chủ động tha thứ và bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh những nụ hôn, một điều khiến khán giả không thể không hoài nghi đó chính là biểu cảm của Trường Giang trong clip. Nếu như đầu đoạn trích, khi Trúc mở cánh cửa ra anh chàng giường như khá ngượng ngập, ngại ngùng, thì đến cuối, sau khi bị tra tấn với đủ thể loại cảm xúc trong vòng tay của người yêu, anh chàng lại có vẻ bất đắc dĩ và được chút buồn vã. Phải chăng có một sự thật nào đó vẫn đang bị giấu kín? Liệu tình cảm chân thành của Trúc có được đền đáp xứng đáng? Trước đó không ít lần Trường Giang đã dành lời khen ngợi cho sự thể hiện của Sam trong Siêu Sao Siêu Ngố và không ngần ngại đưa ra nhận xét rằng chắc chắn sau bộ phim, nữ diễn viên sẽ khẳng định được khả năng của mình cũng như ngày càng giành được nhiều sự yêu mến của khán giả. Trường Giang trong phim Siêu Sao Siêu Ngố, trong khi đấy, Sam cũng tiết lộ Trường Giang là bạn diễn đầu tiên lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Nữ diễn viên chia sẻ, anh Giang khi làm việc là một người rất nghiêm túc, khó tính và cầu toàn. Thậm chí có những lúc anh ấy khá mạnh tay với tôi vì tôi diễn chưa đạt yêu cầu, nhưng cũng chính nhờ vậy mà tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm đắt giá hơn. Đặc biệt anh ấy không chỉ quan tâm đến nhân vật của mình mà còn học thuộc lời thoại và nghiên cứu nhân vật của tôi, sau đó đưa ra cho tôi những lời khuyên rất bổ ích về diễn xuất. Hy vọng rằng sự kết hợp của tôi và anh Giang trên màn ảnh sẽ không khiến khán giả thất vọng. Siêu Sao Siêu Ngố được đạo diễn bởi NST Đức Thịnh, do nhà sản xuất Thanh Thúy phụ trách, bên cạnh đem đến cho khán giả những tình huống hài hước, những giây phút thoải mái. Thực sự, bộ phim còn có những khoảng lắng đầy cảm động, sâu sắc về chuyện tình cảm gia đình, tình yêu phù hợp với mọi đối tượng khán giả và đặc biệt là không khí rộn ràng, ấm áp của ngày Tết. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta bị cuốn theo những bận rộn và xô bồ, để rồi dần bỏ quên những điều thật giá trị và ý nghĩa. Dừng đúng lúc và lắng nghe con tim của chính mình, những người yêu thương bạn đích thực sẽ luôn rộng mở cánh tay chào đón và luôn bảo vệ, ủng hộ, đồng hành cùng bạn dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nguồn: Aver VN.